dẫu anh chỉ là hạt cát nơi sa mạc đốt cháy đời em, dẫu anh chỉ là bọt nước giữa muôn trùng sóng xô đại dương, yêu anh em dám sống cùng bên anh đến suốt đường dài, yêu anh vì anh luôn sống cho ngày mai. Chiếc lá lá lìa cành những sớm mùa đông, dẫu anh chỉ là chiếc bóng cuối đường chiều bóng mờ ta, yêu anh em dám tới địa ngục tôi hay nơi hoang tàn, yêu anh chẳng cần biết thời gian. Thưa ông bà Năm và mọi người, hôm nay chúng ta đưa Thắng lên Sài Gòn để làm phẫu thuật. Việc này công ty chúng tôi đã làm xong hết cả rồi. Chuyên gia khẳng định khuôn mặt của Thắng sẽ được phục hồi trên 90%. Hay quá. Cảm ơn trời Phật. Nếu được vậy thì hay quá. Cảm ơn giám đốc. Dạ vâng. Tôi thay mặt cho gia đình cảm ơn công ty đã giúp đỡ cho con trai của tôi. Không có gì đâu anh. Đây là trách nhiệm của công ty chúng tôi. Cậu Thắng cũng đã vì công ty nên mới gặp tai nạn, thì công ty phải có trách nhiệm với cậu ấy. Dạ, cảm ơn. Ủa vậy rồi ai sẽ chăm sóc cho Thắng? Hay là để cái cô giúp việc của tôi lên đó chăm sóc cho Thắng? Vâng. Dạ cảm ơn cô ba. Tôi sẽ lên Sài Gòn chăm sóc thằng Thắng. Dạ, dạ. Đến đi con đến. Xin đến mọi người yên tâm nha. Trên bệnh viện đã có hệ thống phục vụ cả rồi. Công ty sẽ cử bác sĩ đi cùng. Rồi chị Sáu đi theo chăm sóc Thắng là ổn cả rồi. Mọi người cứ yên tâm ở nhà đợi tin vui của Thắng nhá. Thưa cô Năm con đi ạ. Thưa thầy. Con. Thưa cô ba con đi. Hy vọng bé ở nhà ngoan nha. Đi khỏe nha con. Ba ơi con đi nha ba. Ba ở nhà yên tâm nha ba. Cố gắng lên đi con. Dạ. Má. Ráng lên nha con. Dạ. Thưa cô con đi. Chúc con ca mổ thành công nha. Cảm ơn cô. Anh Bảo. Cố gắng đi nha. Vì công ty đã có anh lo rồi. Dạ. Tao đi nha mày. Vậy nha. Mai mốt tao sẽ lên thăm mày sao. Ok. Đi đi cháu cho kịp. Cảm ơn giám đốc rất nhiều. Điều trị tốt nha. Chào cả nhà. Chào anh. Dạ. Đi mạnh khỏe nha con. Đi mạnh giỏi nha con. Đi. Con sẽ đi về sớm hả?
À, tình hình phẫu thuật của cậu Thắng sao rồi anh? À, kết quả ban đầu thì rất là tốt. Ông bác sĩ Singapore có chuyên môn rất là cao. À, ca phẫu thuật kéo dài tới 4 tiếng lận. Lâu vậy hả? Ừ. Rồi sức khỏe cậu ấy thế nào? À, cậu ta còn trẻ, mau lành mà. Lại trời cho gương mặt của cậu ấy được phục hồi như xưa. Có như vậy nhà mình mới yên tâm được. Ờ, anh tin là như vậy. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra mà kết quả không như mong muốn thì anh sẽ đưa Thắng ra nước ngoài làm tiếp em à. Ừ, em cũng nghĩ như vậy đó. Gia đình mình phải có trách nhiệm tới cùng với cậu ấy. À, vợ chồng mình thu xếp công việc rồi ngày mai lên thăm cậu ấy nghe. Dạ, sẵn tiện lên coi Mai Mai nó ăn học làm sao. Ủa em, à, sao gần đây không thấy thằng kia nó ghé chơi hả? Mà cũng không thấy nó gọi điện cho anh. Hình như giữa nó và Mai Mai có chuyện gì đó. Gần đây em cũng không thấy Mai Mai nhắc tới Kiên nữa. À, hay là ngày mai em lên Sài Gòn rồi nói chuyện với nó còn sao. À, nó lớn rồi cho nên ít tâm sự với anh. Dạ. Dạ ông Năm tới có chuyện gì không? Chú em, ông Năm kiếm Toàn có việc chút nghe. Dạ. Dạ mời ông Năm cậu vô. Dắt xe giùm tôi nha. Rồi cảm ơn. Ủa, thầy Năm mới tới chơi hả? Con đi Sài Gòn về hồi nào? Còn Thắng sao rồi? Dạ, con mới về ngày hôm qua à. Thầy Năm ngồi xuống nước nha, rồi con kể chuyện cho thầy nghe. Thôi khỏi đi, thôi khỏi. Con nói về Thắng cho thầy nghe coi. Sáng hôm qua con lên Sài Gòn, con đi đón nhỏ Ngọc, rồi tụi con cùng đi thăm thằng Thắng. Nó khỏe lắm thầy ơi, mặt nó bằng kính mít à. Rồi kết quả giải phẫu ra sao? Dạ tốt lắm thầy. Ông bác sĩ này rất là giỏi, làm rất là cẩn thận, làm tới 4 tiếng đồng hồ. Ông bác sĩ này tuyên bố là ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ thành công. Có vậy chứ, ở hiền thì phải gặp lành thôi. Dạ. Có ai ở nhà không? Bác Sáu ơi, Út Lành ơi. Dạ, dạ. Là anh con hả? Chào bác Sáu. Dạ. Thôi đưa qua cho tôi. Dạ. Ủa, Thắng không có ở nhà hả bác Sáu? Nó lên Sài Gòn rồi. Dạ. Vậy hả bác? Cảm ơn chú nha. Dạ, dạ. Bác ký giùm con. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, thưa bác con về. Dạ. Ai mà rảnh dữ vậy ta? Suốt mấy năm trời cứ chủ nhật á là gửi bông cho anh Thắng à. Cô ba ha. Dạ em nè chị. Hả, hả? Nhỏ nhỏ. Ủa, nhỏ đang ngủ. Thằng nhỏ. Dạ. Ngủ hả? Dạ. Nó ngủ lâu chưa vậy? Chị, chị, chị ngồi đi chị. Không? Sáng nay không hiểu làm sao mà nó khóc quá, dỗ hoài nó mới nín đó. Rồi em cho nó bú xong là nó ngủ liền hả? Ờ. Hay là nó nhớ thằng Thắng? Ừ, có lẽ vậy. Thằng Thắng hay ẵm nó, rồi chơi đàn cho nó nghe nữa. Nhiều lần nó khóc, em dỗ không có được luôn á. Vậy á, mà nghe tiếng đàn của thằng Thắng là nó nín liền à. Trẻ em á, thích nghe những bài hát, tiếng nhạc nhẹ nhàng và êm ái, giống như là tiếng đàn bầu vậy đó. Mời anh dùng nước. Trẻ Thái Nguyên đấy. Cảm ơn anh. Trà ngon quá.
Tình hình sức khỏe an toàn vệ sinh của công ty mình thế nào rồi? Dạ, tốt lắm anh ạ. Ý thức của mọi người cũng cao hơn. Tốt lắm. Mình vẫn phải tuyên truyền và giáo dục công nhân viên để đảm bảo sức khỏe và cố gắng phòng và chống được các loại dịch bệnh. Anh yên tâm, tôi và mọi người sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra trong công ty mình. Tốt lắm. Uống chè đi. Còn một việc nữa, ngày mai là cậu Thắng sẽ xuất viện, về nhà điều trị tiếp. Tôi muốn anh lên Sài Gòn đón Thắng về. Và nhớ là phải làm việc với bệnh viện trên đó để có phác đồ điều trị cho Thắng tại nhà. Nếu rảnh, tôi sẽ đi với anh. Vâng, ngày mai tôi sẽ đi. Anh yên tâm đi, đây là chuyên môn của tôi mà. Tôi mới vừa điện thoại lên cho bác sĩ của Thắng. Cái khả năng phục hồi cao lắm anh. Hình như là thằng Thắng nó về đó chị. Chắc là thằng Thắng về rồi đó. Ê. Trời ơi. Tư ơi Tư. Ê hả? Thắng về. Đến hả mày? Khỏe không em? Bà khỏe không? Còn khỏe không con? Sao rồi? Dạ. Đi xe về mệt không? Con khỏe. Vết thương của em sao rồi? Hả? Anh Tư, khi nào tháo băng hả anh Tư? Nè. Mọi người tránh ra coi, nó mới về để cho nó thở một chút. Sao con? Đi xe có mệt lắm không? Khỏe chưa? Dạ. Trong người thấy sao? Con khỏe. Cảm ơn thầy Nam nhiều. Cô thưa cô Năm, cô Ba. Ba. Ba khỏe không ba? Ba khỏe. Dạ. Con khỏe hả? Dạ con khỏe ba. Toan. Hả? Sao mày? Hả? Công việc ở nhà hàng sao rồi? Nhà hàng đông khách lắm. Mấy khách quen hay hỏi thăm mày lắm. Anh Tư. Anh Tư về rồi. Út sẽ ở nhà chăm sóc anh Tư. Anh Tư muốn ăn gì Út sẽ làm cho anh Tư muốn đó. Nói Út nè, Thắng á thích ăn nhất là ốc thiên lôi đó. Út làm được không? Ủa, ốc thiên lôi là món gì vậy anh? Thấy chưa? Con vô nhà nghỉ đi con. Dạ. Vô nhà đi con. Tôi mời vô nhà đi bác sĩ. Mọi người vô nhà. Dạ. Đi con. Vô nhà đi con. Mình vô anh. Vô với cậu Tư đi. Dạ, đây là mẫu mới nhất của bên em đó anh. Mẫu này được nhiều người chuộng lắm đó. Nó vừa đẹp, vừa sang trọng mà lại ít tốn nhiên liệu. Riêng mẫu xe này thì bên em nhận được đơn đặt hàng nhiều lắm luôn đó anh. Anh muốn mua xe, chú trọng đến chất lượng và sự sang trọng đó. Dạ, vậy anh cứ suy nghĩ đi. Ngon. Được rồi, để anh coi. Tuyên, em giúp chị. Dạ. Xin phép anh. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ, nè, em bà đi một mình hả? Anh đang đâu? Xe này. Tôi đi không. Đây là mẫu xe được ưa chuộng tại sao? Cửa hàng của em á. Vậy đây là dòng xe ít tốn giờ nhiên tụi mình liệu. Vô trong kia nói chuyện ha. Anh xem đi. Mẫu mã đẹp và rất là sang trọng nữa. Ngồi đi. Bà chu đáo quá. Chờ tôi một chút. Nè, uống nước đi bà. Cảm ơn bà. Tôi làm ở đây gần một tháng rồi. Điều kiện làm việc cũng tốt. Thu nhập cũng được. Bà thấy như sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Bà đúng là năng động thiệt á. Tôi quen với ông chủ showroom này từ năm ngoái. Ông mời tôi về đây làm việc. Ông cũng biết chuyện của tôi trên mạng. Nhưng mà ông nói là đó là chuyện dạy dục của tuổi trẻ, có thể bỏ qua được. Anh Thắng anh xuất viện về nhà rồi, bà tới thăm ảnh chưa? Cũng chưa nữa. Ngày mai tôi về Vũng Tàu, trên đường nếu tiện tôi sẽ ghé qua thăm ảnh luôn. Ở Sài Gòn tôi có tới thăm ảnh một lần. Tôi mắc cỡ với bạn bè lắm. Kết quả phẫu thuật của ảnh cũng rất tốt, khả năng phục hồi trên 90% lận. Mà hình như cũng sắp tới ngày mở băng rồi. Ngọc nè, chuyện của bà cũng qua lâu rồi. Thôi bà đừng có buồn nữa nha. Chiều nay có thay băng không á Tư? Dạ có chứ. Bác sĩ nói đây là lần thay băng cuối cùng. Con nghĩ là mai mốt sẽ bỏ băng ra luôn. Những lần thay băng trước con có coi kiến không? Dạ không á. Mốt bỏ ra rồi coi luôn thể mà. Với lại má thấy các vết sẹo đã liền da lành hết rồi.
Bác sĩ nói nếu kiên trì điều trị chắc chắn là sẹo sẽ khỏi à. Con cố gắng điều trị theo lời bác sĩ nha con. Con biết rồi, má khỏi lo má. Trời, tụi bạn con á, nó cứ đòi vô coi mặt anh Tư không à. Con nói là chưa có thai băng, con đuổi tụi nó dễ trơn rồi. Ngày nào tụi nó cũng đòi vô, con mà bán vé chắc giàu to luôn á. Cái con nhỏ này, ăn nói cẩn thận, kẻo người ta giận bây giờ. Con phải nói là bác sĩ không cho vô gặp chứ. Ngồi xuống đi. Thì con biết rồi. Anh Tư. Anh Tư muốn ăn gì anh Tư nói đi, để Út đi chợ. Anh thì ăn gì cũng được, anh dễ lắm. Út cho anh ăn cái gì thì anh ăn cái đó. Ý, đâu có được. Phải coi theo giấy bác sĩ dặn dò, phải kiêng cử cái gì, chứ đâu phải muốn ăn gì cũng được đâu. Dạ. Thì con đã loại những thứ kiêng ra rồi đó. Tình hình của Thắng thế nào rồi anh? Tốt lắm anh à. Sức khỏe cậu ta tốt, tinh thần thoải mái. Tôi thay băng cho cậu ta nên tôi biết. Bên nửa mặt có sẹo á, đã phục hồi được 80%. Và vết sẹo đã lành. Nếu mà tiếp tục điều trị á, thì sau này khả năng phục hồi tới 95%. Khi nào thì có thể mở băng? Khi nào thì cậu ta có thể sinh hoạt bình thường? Tôi đã điện thoại làm việc với bệnh viện rồi. Ngày mốt có thể mở băng vĩnh viễn. Và Thắng chỉ điều trị ở nhà 3 ngày nữa là có thể ra ngoài sinh hoạt và làm việc bình thường. Tốt. Được rồi. Vậy mốt tôi với anh đến nhà mở băng cho Thắng nhé. Dạ. Xin mọi người trật tự, tôi xin phép được nói đôi lời. Thưa mọi người, hôm nay là ngày quan trọng của Thắng và cũng là của tất cả chúng ta. Hôm nay là ngày mở băng cuối cùng cho Thắng, kết thúc ca phẫu thuật, lấy lại diện mạo cha sinh mẹ đẻ cho Thắng. Tôi đề nghị nha, tất cả mọi người ở ngoài sân đợi, chỉ có tôi này, bác sĩ của công ty và Thắng vô nhà mở băng. Đây. Này, mọi người đừng lo nhé, mọi người hãy chờ đợi. Tôi hứa là sẽ trả lại nguyên vẹn chàng hiệp sĩ đẹp trai cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh cứ yên tâm nghe. Đó ha. Cảm ơn anh cứ sâu. Yên tâm đi chị. Yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Chúc mừng đi. Anh Tư. Chúc mừng đi. Chúc mừng. Kìa Thắng ơi. Kìa, con người tránh ra. Cho nó còn thở nữa chứ. Phải rồi. Giỡn có cậu đâu? Dạ. Ừ. Nhìn mà con còn sợ không? Dạ không. Ừ rồi. Dạ, cảm ơn. Thôi chúc mừng con nghe. Dạ. Ôi, này mừng quá con ơi. Thấy mừng quá. Anh Sáu ơi, có thành hiệp sĩ đẹp trai của cả làng mình rồi. Sẹo thì con ha. À, dạ chào. 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 Dạ chào.
Dạ, con chào chú. Thắng, chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng hiệp sĩ. Dạ, cảm ơn chú. Tất cả mọi người quen biết đều đến chúc mừng mình. Sao Mai Mai lại không đến chứ? Tại sao trước đây cô ấy luôn chủ động quan tâm đến mình, nhưng từ hôm mình phục hồi diện mạo thì cô ấy lại im lặng, nên một câu hỏi thăm chúc mừng cũng không có. Lúc nào mình cũng nghĩ tới cô ấy. Mai Mai, em có biết là anh yêu em lắm không? Anh yêu em nhiều tới cỡ nào em biết không? Chỉ vì chết xèo xấu xí và mặc cảm nghèo hèn đã đè nén tình cảm bấy lâu nay. Bây giờ vết sẹo không còn nữa, anh không thể dối lòng mình thêm được nữa. Mai Mai, anh yêu em. Danh sách khách mời á, em đánh xong hết rồi đó. Em á, lưu trong ổ D đó nha. Anh rảnh rỗi thì kiểm tra lại nha anh. Ok em, phải kiểm tra cẩn thận em ạ. Lỡ như mà có sai sót gì thì người ta trách mình đấy. Khách của em á, ít lắm, em nhớ hết rồi. Chỉ còn khách của anh thôi à, anh nhớ kiểm tra lại cho kỹ đó nha. Anh sẽ kiểm tra. Thôi, coi như là mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Mình chuẩn bị phát thiệp được rồi đấy em. Vậy bây giờ tối nay em sẽ qua nhà Út Lành, hỏi coi nói với lại anh Lâm có thay đổi gì nữa hay không. Nếu mà không thay đổi gì nữa thì mình tiến hành luôn nha. Không có gì thay đổi đâu em, anh với anh Lâm đã kiểm tra lại hết rồi. Anh thiệt là chu đáo quá à. Nếu mà không có anh á, em không biết làm sao luôn á. Em khen anh vậy chứ anh cũng giống như em thôi. Thật ra mọi việc là anh Lâm làm và chỉ cho anh làm đấy. Ngủ đi, ngủ đi. Ngoan, ngủ đi, ngoan nha. Ngủ đi, cho mẹ còn làm việc nữa nha. Ôi, ngủ đi mà. Cô ba ơi, cô ba. Ủa, con mới tới đó hả? Dạ,
Bé An khóc hả? Nhõng nhẽo quá trời. Có ngoan không? Hồ ơi, coi kìa. Chắc là đã nhớ anh Thắng rồi đó. Anh hết thẹo rồi nè. Ngoan con. Dạ. Ôi. Con khỏe hả? Dạ con khỏe. Nãy giờ cô ru cho nó ngủ mà nó không chịu ngủ đó. Vậy hả cô? Anh bế bé An nghe. Bé An á, nó lớn hơn thiệt. Còn ẵm nó đó, mà nặng hết cái tay luôn á. Con đi làm chưa? Dạ, con đi làm được mấy bữa rồi ạ. Nè, ráng đi làm để dành tiền, còn cưới vợ đó nha. Con Út á, nó lấy chồng trước rồi đó. Cô, nó là con gái mà. Còn con, chắc còn lâu lắm á. Nó với con Tiền cưới chung. Cưới chung vậy mà hay nha. Nó đông và nó vui nữa. Nhưng mà cưới ở Vũng Tàu chắc xa lắm á. Con nghĩ á, chắc không sao đâu cô. Bữa đó thằng Toàn sẽ qua đây chở cô với là ông bà Năm. Đi xe hơi lẹ lắm cô ạ. Cũng được. Nói vậy thôi chứ xa mấy cô cũng đi. Dạ. Bà An á, ăn khỏe nè, ngủ khỏe nè, rồi anh cho đi ăn đám cưới chị Út ha. Nửa đêm rung giọt đàn bầu, hồn ai theo gió lạc vào con trăng, giọt trầm liễu rũ đêm rằm, giọt thành tung cánh hạc vàng gọi mây đàn bầu, giọt lệ tình duyên nhân gian ai khóc ai say mộng vàng. Nửa đêm rung giọt đàn bầu, hồn say, hồn say theo tiếng nhạc sâu. Giờ này chắc mai mai đã ngủ rồi. Đàn bầu. Tội nghiệp nhỏ Ngọc, nó giận mắc cỡ vì cái vụ clip xét của nó bị tung lên mạng. Bây giờ nó không dám về làng chài, không dám về gặp mặt tụi mình luôn nè, chán thiệt. Tao thấy cũng tội nghiệp đó quá. Không biết nó có dám về dự đám cưới của Tuyền với lại Út Lành không nữa. Tao nghĩ là thời gian sẽ làm cho nó quên thôi. Tao nghĩ là Ngọc sẽ về. Tao tin là Ngọc nhất định sẽ về. Thắng, sao mày vẫn buồn vậy? Mày nói là mày tin là Ngọc sẽ về mà. Lúc này ngoài chuyện của Ngọc ra thì toàn là chuyện vui. Đáng lẽ ra thì mày phải vui mới đúng chứ. Đâu có đâu, tao bình thường mà. Thắng nè, mày không giấu được tao đâu. Có chuyện gì á thì mày khai ra đi, để tao biết, tao còn gỡ cho nữa chứ. Mày cứ lôi thôi, tao có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Không có chuyện gì hả? Có đó, mày có tâm sự ở trong lòng đó. Điên hả ba? Làm gì có. Tao biết rồi. Mày nhớ mày mai đúng không? Mày mai, mày nghĩ sao vậy? Tao nói là mày nhớ mày mai đó. Mày yêu nàng rồi đúng không? Sao mày biết? Đúng là thằng ngốc. Mày quên mất tao là Toàn thiếu gia hả?
Mày có biết là tao có biết bao nhiêu cuộc tình rồi không? Thật ra thì Tao cũng thương Mai Mai. Vậy thì còn đỡ gì nữa, gọi điện thoại cho nàng lên Sài Gòn rồi tỏ tình với nàng luôn đi. Mày làm như nói chuyện nó dễ dàng lắm vậy đó. Thì đâu có gì khó khăn đâu. Tao thấy nàng cũng yêu mày, nàng cũng quan tâm tới mày rất là nhiều mà. Không phải đâu mày ơi. Trước đây cô quan tâm đến tao là để trả ơn thôi. Tại sao mày lại nghĩ vậy? Vì tao không còn chiếc sẹo trên mặt nè. Cô có quan tâm đến tao đâu. Không có một cú điện thoại hoặc một tin nhắn hỏi thăm tao. Mày nghĩ coi, vậy là như thế nào? Thì mày cứ thử gọi điện thoại cho mẹ Mai con làm sao. Anh biết chuyện tình cảm ấy còn phụ thuộc vào duyên số, nhưng anh vẫn không hiểu vì lý do gì mà em từ chối anh. Vì em quý trọng anh như một người anh trai của em vậy đó. Anh nghĩ không đơn giản như thế. Hay anh đã làm gì để em buồn? Em chán anh hả Mai Mai? Không, anh rất tốt với em. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong những ngày đầu em lên Sài Gòn. Chẳng lẽ anh tốt với em, anh quan tâm, chăm sóc em như thế, vậy vẫn chưa đủ sao? Em muốn gì? Nói đi em, anh làm điều đó luôn Mai Mai. Tình cảm của em dành cho anh chỉ là tình cảm của một đứa em gái dành cho một người anh trai mà em kính trọng nhất. Em hy vọng người như anh Kiên sẽ tìm được cho mình một cô gái xứng đáng hơn em nhiều. Như vậy ấy, là em vẫn dành tình cảm của mình cho cậu hiệp sĩ làng chài đó sao? Có lẽ vì ảnh là hiệp sĩ, người luôn âm thầm xả thân cho cuộc sống bình yên. Em chỉ biết là cho tới lúc này em chỉ nghĩ tới ảnh thôi. Trong tim em không có bóng dáng người con trai nào khác anh à. Nửa đêm rung giọt đàn bầu. Mai Mai, em đang ở đâu vậy? Ngôi sao nào là em? Nhân gian ai khóc, ai say mộng vàng. Nửa đêm, trách trời sao quá vô tình, để đưa em đến gặp anh nơi này. Trách em trẻ đẹp thơ ngây, để cho anh phải ngày ngày nhớ thương. Huyền âm đánh thức lòng người ước mơ. Đàn bầu khóc lệ tình duyên, hay là đàn khóc nhân gian hương hờ. Em muốn quên ảnh,
Nhưng không sao quên được anh à. Em chê một trí thức thành đạt, một người được nhiều người ngưỡng mộ như anh, để đơn phương yêu một gã bảo vệ vừa nhà quê vừa nghèo hèn chỉ vì anh ta được gọi là hiệp sĩ. Em thật là ngây thơ và dại dột Mai Mai. Ủa, chào Thắng. À, chào anh. Nhận bông nè Thắng ơi. Dạ. Em cảm ơn anh à. Chào Thắng nha. Dạ. Chúc Chủ nhật vui vẻ. Tuần sau gặp lại. Chúc anh Chủ nhật vui vẻ. Anh đi ha. Cháu lại với Thắng đi. Mai Mai, anh yêu em. Dẫu Mai Mai, em đang ở đâu? Nơi xa mà nước cháy đời em. Dẫu anh chỉ là bọt nước giữa anh Thắng. Sóng xô đại dương. Anh Thắng. Yêu anh em dám sống bên anh đến suốt đường. Anh luôn mày sống mày. Cho ngày mai. Dẫu anh chỉ là chiếc lá lá liệt cành những sớm mùa đông, dẫu anh chỉ là chiếc bóng cuối đường chiều bóng mờ tan, yêu anh em dám tới địa ngục tối hay nơi hoang tàn, yêu anh chẳng cần biết. Bông Hồng Nhung, dẫu anh chỉ là viên đá xanh lẻ loi bên đường, Mai Mai đã cũng khao khát yêu thương. Anh khờ quá, dẫu anh chỉ là anh ngu si quá. Đứng trước mặt em, anh thật nhỏ bé. Anh Thắng, tình yêu của anh, nỗi buồn của anh, tình em quá lớn, lớn đến nỗi trên thế gian này không còn chỗ để anh trốn em nữa. Mai Mai, anh Thắng, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Mai Mai, anh em dám sống bên anh
anh yêu em nhiều lắm. Mai Mai, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.